chào tất cả anh em nha. Nay ông chủ em bây giờ con xe rù nè anh em, bánh hơi đây, giăng mai nè đó, còn khá là mới nha mấy anh em đây. Đó, anh em thấy không đó, nó còn bóng lộng luôn nè đó, nước sơn rin thấy không đó, rất là mới luôn. Rồi để em quay dàn gầm dàn bánh cho em mấy anh em xem nha. Này anh em thấy bánh không, bánh nó còn đen bóng luôn này nè đó, bánh nó không bị bể gai nha mấy anh em. Con này phải nói là siêu chắc luôn nè, ốc ác luôn nè. Ở đây cái mâm không hơi xét xét mà nó còn rất là mới nha nè đó. À, đó, nó mới không. Cái hùng anh em không, còn rất là cứng cáp luôn nè không. Này giăng ma, con này tải trọng được 500 kg nha mấy anh em. Này 500 kg, bát đồ đầy đủ hết nè. Anh em mở này ra bật lên xuống nè. Thao tác rất là nhẹ nhàng nha mấy anh em. Nó mở được mấy ba phía luôn nha mấy em nè. Anh em thấy dàn bánh nè, ốc rồi ha, còn rất là mới luôn nè. Ha, bánh cặp bánh thì khỏi chơi luôn. Mình xài tới 4 bánh luôn nha mấy anh em nè. Hai bánh đôi hai bên nha. Đó dàn gầm nè. À, anh em thấy không? Rất là mới luôn nè, nước sơn đó. Đó. Con này là mấy anh thợ vừa mới rửa mà chỉ rửa dàn trên đây nè. Đó, còn ở dưới gặp là không có rửa một miếng nước là luôn nha mấy anh em. Đó, con này mà rửa kỹ càng không biết nó mới cái nào nữa. Đây. Rồi đem quay nè, có nó có đèn luôn nha. Ha, đầu đèn nó còn mới chát luôn nè. Đó, tay lái nè. Để nó xài máy Yanma OHV GA160 nha. Em dỡ lên cho anh em xem máy nè. Đó, bình xăng mà nó còn luôn cả cái đồng hồ báo xăng luôn nè. Thường thường là mấy cái máy mà xài nhiều á nó hay bị đó, nó hay bị bởi cái này nó xấu nè, này còn máy còn nguyên luôn không. Đó, mà biết cái máy nó chất lượng cái nào rồi. Máy này nổ garanti rồi thì thầm luôn nha mấy anh em. Đó. Đây. Đó, tay lái nè, ga nằm đây nè. Anh em thấy tay lái không? Mới tinh luôn nè. Số này là ba số túi mà ba số tới một số lưu nha nè. Nè, một hai ba nè, số ra ve là rồi nè, nào mo nè. Đó anh em nè, cầm này cái này mình dỡ lên rất là nhẹ nhàng nha. Nè, dám động bốn bánh luôn nha mấy anh em. Đó, anh em thấy gầm nó mới tinh luôn hả, cái này là chưa rửa nè, nó chưa rửa mà nó mới cái này, không biết rửa thì nó đẹp cái nào nữa. Đó, anh em thấy không? Đó, dàn chân thì nó mới cái này thôi, nó xài vận động qua dây cơ ro hết nha mấy anh em nè, nó dây cơ ro còn mới tinh luôn nè. Đó. Máy móc là bao luôn, bao nha, bao nổ luôn, cực kỳ là dễ nổ. Hay để anh thợ test chạy tới chạy lui cho mấy anh em xem nè. Đây em số đầy đủ hết, con này còn cực kỳ đẹp luôn đó, máy giật cái là nổ liền hả, cực kỳ dễ nổ luôn nha. Anh em mà đứng xa là không nghe tiếng máy nổ luôn. Rồi test chạy tới chạy lui
còn này anh em mua về mà chở lúa chở gạo rồi mà chở đó để nhầm vòng sớm mình khỏi chơi luôn nha. Đó, hoặc là mình bây giờ mình chế làm xe ba gác cũng được nữa mình nữa mấy anh em đó. Đấy, rất là nhẹ nhàng luôn, nhanh nữa. Em đánh lái nè, thao tác là cực kỳ nhẹ nhàng luôn nhé anh em, như là lái máy cày luôn, như là lái máy xới luôn này. Đấy, phải nói là cực kỳ nhanh nha. Con này anh em mua giờ là đổi gạo đồ chở luôn, giúp phẩm chuẩn mì rồi thôi, khỏi chơi luôn. Đó. Đó, anh em nào mà có nhu cầu mua thì cứ liên hệ cho ông chủ em nha, 0913948706 nha, hoặc là 0912547272 nha mấy anh em. Ở đây con này là xuất sắc luôn. Đó, ghe đồ rất là nhẹ nhàng nha. Đẹp đỉnh luôn. Rồi. Cháy đèn đâu. Đây, có đèn luôn nè. Đó, đèn cháy không. Cái này đi ban đêm này khỏi chơi luôn nha mấy anh em. Đèn rồi. Máy nổ là khỏi chơi luôn. Rồi leo lên trời. Mấy anh bạn đây là rất là nó đó, leo lên trời đi luôn. Rồi. Rồi anh em nào mua thì cứ liên hệ cho ông chủ em nha, hoặc là anh em nào muốn xem trực tiếp qua Zalo á. Đây mấy anh này kia em lên đi quay luôn. Chơi luôn. Đây. Đi đi. Đó. Chạy đi luôn này. Quá dữ. Đó, anh em nào mà muốn ra xem trực tiếp thì qua Zalo thì anh em để lại số Zalo dưới phần bình luận nha. Đó, anh em thấy không? Chạy đi luôn nè. Quá dữ. Đó. Đi à. Anh đã đánh lái là chuyên nghiệp luôn. Chạm lách gì vậy? Anh trọng quá anh ơi. Thôi thôi thôi. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Anh em nào xem video thấy hay thì cho em một like, một đăng ký kênh nha anh em. Anh em nhớ chia sẻ và anh em nhấn chuông để xem những video mới nhất nha. Có quên được hỏi về chứ đâu mà. Được nha, được nha. Rồi xin chào tạm biệt mấy anh em nha.